Vâng, em chào chị nhé. Thì chị muốn đi xe đạp tay cong đúng không? Thì bây giờ em sẽ giới thiệu vài mẫu nhé. Nếu mà chị ưng mẫu nào có thể báo em. Đây em giới thiệu cho chị vài mẫu này. Những cái mẫu em giới thiệu cho chị đây thì cũng đang được các bác ủng hộ bên em rất là nhiều. Thế nên là em sẽ giới thiệu cho chị trước. Nếu mà ưng ý thì báo em. Hoặc là nếu mà chưa ưng thì báo em nhé. Đây, con này chị thấy con này nào? Xe đạp tay cong đấy. Đúng biệt đấy. Em giới thiệu đi con này nào. Con này là Like Kilian chị ạ. Con này là size 19 này, phù hợp với chiều cao của chị đấy. Chị 1m6 đúng không? Em nhìn em hàng tầm 1m6 này. Con này thì với mức giá nó cũng tầm trung thôi, khung nhôm này chị. Con này khung nhôm đấy, không mối hàng luôn này. Bàn này thì tay đè là tay đè lắc chị ạ. Thế nên là chị đi xe thì sẽ thao tác cũng như là tăng tốc rất là dễ. Và phanh thì sẽ là phanh bốc vành thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Con này thì là 2 đĩa và 7 lít này chị ạ. Đấy, bộ chuyển động rất là ổn định người. Bộ chuyển động của Shimano Tourney nhá, đi bạc đạn rồi. Chị đi xe thì sẽ rất là trớn cũng như là ôm vua rất là mượt luôn. Đấy. Chị con này thì giá bao tiền em? Con này 7,2 triệu chị ạ, con này không nhôm. Con này cũng đẹp đấy, nhưng mà chị muốn xem như nào có hôm nào cao cấp hơn con này chút không em? Chị muốn đi cao cấp hơn à? Đây đây em giới thiệu chị mẫu này. Đây, để con này ra đây nhá. Đây, chị thích màu trắng không? Màu trắng nhé, trẻ trung năng động. Vâng, màu trắng đỏ này, trẻ trung năng động này. Đấy, con này fitter. Con này không carbon rồi chị ạ, nhẹ lắm. Đây. Đấy, chị đi siêu lướt luôn. Con này cũng là size 46 này, phù hợp với chiều cao 1m6 của chị. Đấy, màu trắng đỏ. Con này thì bản này là fitter R5 RS24 chị ạ. Có khung sườn này, ô tăng ni lông của cẳng trước với cẳng yên, carbon đấy ạ. Đấy, dáng xe rất là thể thao luôn. Bánh trước sau đều là có trục tháo nhanh luôn đấy, chị thao tác rất là dễ. Đấy. Con này chỉ có mỗi vành là vành nhôm 4 xăng thôi. Bộ chuyển động con này đồng bộ hết rồi chị ạ. Tay đè này, chuyển đĩa, chuyển lip đều đi chụp bách luôn. Con này có đùm nổ đấy. Chị mạnh mẽ em đi con đùm nổ là quá thích luôn này. Đấy, đều thích không chị? Đùm nổ đi chụp bách đấy. Con này thì nó có đắt không nhá? Đó, đắt không? Con này cũng tầm trung thôi chị. Con này có 15,5 triệu thôi. Chị đến nhà này em hỗ trợ chị chi phí di chuyển. Đấy. À, thế chị con thấy con này cũng đẹp đấy. Em thử giới thiệu xem con này không? Con này cũng đẹp đấy. Con đấy là Sava đấy chị em, Sava đấy. Giới thiệu cho con này không? Con này cũng có nhiều màu lắm. Con này thì giá nó chỉ nhỉnh hơn con Twitter em vừa giới thiệu một chút thôi. Con này là Sava, con này là Sava 94700. Con này thì em có 2 size 4447, chị 1m6, chị 44. Con này thì em đang có nhiều màu lắm. Có màu đen này, màu xanh, màu đỏ nữa. Thì nước sơn nó cao cấp, con này nước sơn cao cấp. Đẹp. Vâng. Bản này thì chất liệu xe nó cũng đẳng cấp hơn con Twitter rất là nhiều. Có khung sườn này, cục đằng trước với cọc yên carbon Torrente 800 đấy chị ạ. Chất liệu rất là đẳng cấp, ứng dụng cho ngày hàng không luôn đấy. Đẹp, xe lạ không đẹp? Dây đi âm sườn luôn, con này cũng tay đầy lắc hai lưỡi này. Con này thì nó là đùm nổ êm. Đấy, đùm rất là êm, sẽ rất là mượt. Con này đĩa và mấy chị hỏi em đây, cái cung đường của chị là chị ở nông thôn. Cái cung đường di chuyển của chị thì nhà đường nó cũng khá là hơi gồ ghề và nó dốc ấy. Thì em có thể giới thiệu các bạn xem nào đi phù hợp cái đường cung đường chị được không? Nhà chị ở nông thôn à, dốc với gồ ghề á, thế thì chị không đi được xe đạp đua rồi. Thế thì xe đạp đua này chỉ phù hợp với bác nào mà đi cung đường nó có êm này, hay là đi chạy đường dài, đường cung đường nó bằng phẳng thì chạy dòng xe đua nó sẽ êm, thì nó sẽ tốt, nó sẽ lướt. Nhà chị lại cung đường gồ ghề, còn dốc cả. Dốc, đường cũng hơi dốc. Cái này chắc chị phải đi xe địa hình. Đây, may quá là em mới về một mẫu này này. Đấy, con này con địa hình, bên nhà em mới về. Twitter đấy, Twitter địa hình, đây em đắp ra đây cho rộng cho chị xem. Con này là Twitter Storm 2.0, em mới về luôn đấy. Đấy, thì con này thì nó sẽ đáp ứng được đủ tiêu chí của chị này. Đầu tiên là nhà chị ở đường nông thôn đúng không? Con đường nó có gồ ghề này. Bánh của con này là dạng bánh to, con này là bánh 27,5 x 2,5, 25 inch. Đấy, bề ngang của bánh nó to như này thì chị ở nông thôn chị đi thì nó mới êm được, nên nó sẽ bám đường. Nếu mà đi qua, nếu mà cung đường nhà chị mà có những cung đường nó chưa làm thành đường bê tông ấy, mà nó có là đường đất, nếu mà trong những ngày mưa mà nó bị trơn trượt thì cái gai bánh này đi nó rất là bám đường, chị đi sẽ rất là thích. Đấy, và cái tiêu chí thứ hai nữa là nó sẽ có fork này. Có fork thì nó sẽ êm. Đấy, cung đường chị đi gồ ghề thì chị có thể mở cái khóa hành trình. Đây, khóa hành trình của con này nó thiết kế ngay trên phần tay cầm đấy thôi chị ạ. Đấy, chị đi nếu mà cung đường nào nó có gồ ghề, có sốc thì chị mở cái khóa hành trình này ra. Thì cái khóa, cái fork này, nó là fork hơi này, thế nên là nó sẽ nhún.
cũng như là nó sẽ êm hơn rất là nhiều, chị đi sẽ thích hơn, trải nghiệm xe mình sẽ tốt hơn. Đấy. Con này thì bánh trước sau đều có trục tháo nhanh luôn để chị có thể tự thao tác tại nhà. Và cái nữa là chị bảo cung đường này chị còn dốc đúng không? Đúng, dốc các bạn. Dốc thì con này nó leo dốc tốt này, bởi vì nó có hai đĩa và 11 tầng lít thả phía đằng sau, thì đĩa của nó cũng sẽ rất là nhỏ thôi. Đĩa của nó chỉ có 3626 thôi. Có nghĩa là cái đĩa lớn này nó có 36 răng này, còn đĩa nhỏ này 26 răng, chị leo dốc sẽ rất là tốt. Đấy. Con này thì bi bạc đạn hết rồi, bi bạc đạn, thế nên là chị đi xe sẽ rất là mượt. Con này thì giá của nó bao nhiêu tiền em? Con này hơn 12 triệu một chút thôi chị ạ, 12 triệu 500. 12 triệu 500 à? Vâng. Đẹp đấy, đẹp. Đấy, con này sử dụng bộ chuyển động rất là cao cấp rồi. Đấy, Shimano Dell Ray MT5100 đấy, phanh cũng là phanh cao cấp, phanh đĩa dầu Shimano MT200, rất là thích. Rồi ok, chị chốt con này. Đấy, con này chị, nhưng mà con này có hai màu đấy, chị có thích màu đen không? Ở kia có màu đen, con này màu trắng đỏ đấy. Chị thích màu nào? Chị cho chị cái màu trắng đi, màu trắng là đi cho thấy nó sẽ trẻ trung. Màu trắng cho trẻ trung rồi. Thế đây nhá. Thế bây giờ chị ra đi ngồi uống nước đi, xong rồi để em bảo các bạn kỹ thuật viên về em căn chỉnh cũng như là lắp xe hoàn chỉnh cho chị nhá. Ok, chị cho con này nhá. Vâng vâng, thế chị tạm uống nước nhá. Ok rồi đấy. Vâng, ok rồi ạ chị. Ok em. Vâng. Chị vừa nãy chị đã thanh toán bạn kế toán trong văn phòng rồi nhé. Dạ em vâng ạ. Chị đây con này. Rồi, cảm ơn các em nhé. Dạ vâng. Đến xe rất chất lượng ok. Đến đây mua xe thứ nhất là được trải nghiệm, được đi thử xe này. Thứ hai là các em tư vấn rất chi là nhiệt tình. Rồi ok, chị chốt con xe này nhé. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Vâng, chúc chị xe đi tốt dùng về nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Chào em, chị đi chào nhé. Dạ vâng, chị về ạ.